Ở đây tôi còn một sợi 16 ly tiểu diệp tử đàn Ấn Độ này, loại VIP này. Cực kỳ là nhiều sao. Bác nào lấy thì alo trực tiếp số điện thoại nhé, 0987863250 nhé. Tiểu diệp tử đàn 16 ly 14 hạt. Thì cái gỗ này nó rất là bền. Gỗ cực kỳ là chất lượng luôn. Đeo vô lước, vô lon thoải mái luôn. Nước nôi thoải mái không vấn đề cái gỗ này, riêng cái gỗ này nhé. Cái vòng tôi đeo 2 năm nó xuống màu, gỗ nó lên nước nó đẹp như này. Tiểu diệp tử đàn Ấn Độ đây các bác nha. Đó, đeo nó đẹp như này. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đeo 2 năm rồi. 16 ly tôi cũng đeo 16 ly. Đây là sợi chưa đeo, mới tinh, mới làm xong các bác nha. Gỗ cực kỳ là già. Gỗ gốc, gỗ già. Càng đeo càng bóng đẹp. Đây, hai cái. Bác nhìn thấy hai cái đeo rồi mới lại chưa đeo đây. Đấy, đeo rồi mới chưa đeo mà nó không khác nhau là mấy các bác nhá. Màu nó xuống nó lên màu lên nước đẹp thôi chứ còn độ bóng và chất gỗ của nó gần như là như nhau. Y nguyên luôn. Mà đeo 2 năm các bác nhá. Đấy, các bác biết là cái chất gỗ của nó đẹp như nào rồi. Không có hề hấn một tí gì. Tôi cực kỳ là thích đeo cái tiểu diệp tử đàn này. Tiểu diệp tử đàn Ấn Độ ấy. Chìm nước 100%. Cực kỳ là thích cái loại gỗ này. Gỗ nó có mùi thơm tự nhiên. Đây, tôi cho các bác xem sao. Đây. Cái này là cái tôm tôm gỗ thì các bác lại bảo các bác hay bảo là sao đấy. Nó ánh ánh lên thì nó hay gọi là sao ấy, gọi là sao. Những vì sao đêm. Bao kiểm định, bao test hàng luôn. Tiểu diệp tử đàn chuẩn tự nhiên 100% các bác nha. Đeo cái này mà thi thoảng có cái cốc rượu ấy, tôi đổ ra xong là nó tôi để vào như này thì để một lúc thì nó ra cái màu đỏ đỏ tươi đấy, đỏ đỏ của cái gỗ này. Các bác cứ kiểm tra gỗ tiểu diệp tử đàn, cách kiểm tra gỗ tiểu diệp tử đàn ngâm vào rượu ấy các bác nha, xong viết trên nước ấy đó, cái gỗ này nó đặc biệt như thế. À, viết trên giấy chứ, viết được trên giấy nó đặc biệt như thế. Có cái một tí rượu hoặc là cái thứ có cồn thôi là các bác cho vào vô tình nhá. Bình thường tôi thì tôi không thử cái đấy nhưng mà tôi vô tình thôi, vô tình tôi đặt vào cái chỗ nước nó có cồn một lúc thì tôi thấy nó phôi ra những cái màu đỏ đó thì tôi biết chắc chắn đây là tiểu diệp tử đàn rồi, là cách kiểm tra của nó là như thế. Các bác cứ về các bác kiểm tra nhé, chuẩn hàng tự nhiên 100%, gỗ nhập khẩu. Đây là có sợi 18 ni nữa này, 18 ni cùng một nô mới tinh này. Đây, 18 ni thì 13 hạt, dành cho người tầm 80-90 kg đeo. Còn 16 ni thì 70-80 kg đeo. 16 ni sợi này cực kỳ đẹp, chọn từng hạt. 16 18 ni này. Còn đây là những cái sợi mà 14 ni. 14 ly và 12 ly có nha. 12 ly đây, màu tiết gà đây. Màu đỏ tiết gà. Đây là sợi tôi đeo rồi, tôi đang đeo. Rất bền. Màu đỏ tiết gà đây, 14 10 12 14 ly. Các bác nào có nhu cầu đeo thỉnh cái vòng này về đeo thì bảo hành luôn cho các bác luôn, đeo vĩnh viễn luôn. Cái gỗ này nó bền nó chắc lắm. Rồi xin chào các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi clip của Mộc Phun Shop. Xin chào, cảm ơn nha.